Hello, xin chào tất cả các anh em nhà mình nhé. Chào mừng cả nhà yêu đã quay trở lại với kênh YouTube Quỳnh Tuyên Quang của em Quỳnh ạ. Hôm nay thì em Quỳnh lên cho anh em nhà mình vài mẫu họa mi toàn những em bộ to đẹp, đầu mặt rất là đẹp nha các anh nhé. Đấy, mời các anh các bác nhà mình cùng lựa họa mi đẹp trên kênh của em Quỳnh Tuyên Quang. Chim trống mộc nha các anh nhé. Em đầu tiên thì em mang mã số 420, mời các anh các bác nhà mình cùng lựa. Một em chim mỏ rất là vàng, bộ to, người dài. Em này thì nó bị mất lông đuôi nhá các anh nhá. Về anh em nhà mình chăm lại bộ lông đuôi. Bây giờ cũng là thời gian đã sắp thay lông rồi. Chăm lại rất là đơn giản thôi các anh ạ. Lông đuôi của em này nó đang nhú rồi đây này. Khá là to đẹp. Em này em Quỳnh chia sẻ cho anh em nhà mình giá 1.450.000 nhá. Chim cao cầu, người dài. Chân rất là đẹp luôn. Chim bên em thì 100% đã hót rồi nhá. Bảo hành chuẩn chim trống cho anh em ạ. Bảo hành chim không tật lỗi, không khàn khê gì cả. Chim thái độ rất là tốt luôn nhé các anh nhé. Mỏ vàng tươi đẹp lắm. Đây, chân móng đây. Chim khá là già rừng, tố chất rất là tốt luôn. Hợp nhãn anh trai nhà mình, em họa mi này thì ủng hộ em Quỳnh nhá. Mang mã số 420 với giá 1.350.000 ạ. 1.450.000 ạ. 420 các anh nhá. Bộ to đẹp luôn. Bây giờ em Quỳnh xin phép chuyển sang em họa mi mã số 421 các anh nhá. Em Quỳnh lên với cả nhà mình em mi mộc thứ 2 nhá. Một em mi mộc bộ to đẹp, bản đuôi rất là vip nha các anh nhá. Mời các anh các bác nhà mình cùng theo dõi em đi. Ta mã số 421. Em này đang có hiện tượng báo lông ở phần đùi nha các anh nhá. Phần lông đùi này. Em này thì em Quỳnh xin phép chia sẻ cho anh em nhà mình với giá 1.800.000 nhá. Đầu mặt này, đầu vuông các anh ạ. À, nét đẹp. Chim thì chim già rừng rồi. Em này thì được cái lá mắt rất là rộng luôn. Nhìn sáng chim và đẹp chim lắm các anh nhá. Lông lá sáng màu. Anh trai nào mà ưng em họa mi mã số 421 thì ủng hộ em Quỳnh ạ. Chim thì không có tật lỗi gì và đã hót hết rồi nhá. Đây này à. Cao cầu người dài quá ạ. Một 100% chim bên em Quỳnh bán thì bảo hành uy tín và chất lượng cho anh em, bảo hành tật lỗi cho các anh em nhà mình này. Bảo hành chim không khàn khê, không ngoái ngửa gì nhá. Móng mỏ đây, em quay rất là thực tế, gần cận cảnh để cho anh em nhà mình quan sát nó cũng dễ hơn. Khi anh em nhà mình ra quyết định thì anh em biết rõ cái em chim họa mi mình đang muốn mua nó như thế nào, đầu mặt chân móng ra sao, đúng không ạ? Em ship toàn quốc nhá, các bác ở đâu thì cứ alo cho em Quỳnh là mua được chim thôi. Số điện thoại liên hệ với em Quỳnh là 098 393 6899 các anh nhé. Chim tại Tuyên Quang ạ. Đầu mặt bóng bộ quá là ok luôn. Với một em chim trống mộc như thế này nhá các anh nhá. Mùa tới hay lông thì lông lá nó sẽ đẹp hơn. Bởi vì lông nhà rồi, đây là lông rừng nhá các bác nhá. Chim rất là dài chim. Bây giờ thì em Quỳnh sẽ chuyển sang em mã số 422 các anh nhá. Dạ vâng, em Quỳnh sẽ lên với cả nhà em 422 nhé. Mời các anh nhà mình cùng theo dõi một em chim chân hồng này. Móng ngắn nhé các anh nhé. Lớp lông xanh. Em zoom gần một chút để cho anh em mình quan sát em nó nhé. Bản đuôi xòe nhé các anh nhé.
chim đang hoảng sợ đấy. Chim chống mộc bên em thì đã hót rồi, không kháng kê gì cả. Em này bộ to, người dài. Em này đem Quỳnh chia sẻ cho anh em là mình với giá 1.700.000 nhé các anh nhé. Mỏ ngắn này, có mỏ to, cho anh em hót chiến thì anh em có thể hướng nghiệp theo cái sở thích cá nhân của mình. Bởi vì bên em thì chia sẻ là chim sạch 100% và chưa qua ai khai thác cả. Đấy, bắt ở rừng ở bản như nào về em cũng chia sẻ cho anh em nhà mình như vậy ấy. Nên là các bác cứ hướng nghiệp theo cái tiêu chí của mình đề ra nhé. Và đều này. Em này vụ tới rất là hay đấy, bởi vì ở trong hộp thì hót rất là tốt. Mau mồm mau miệng rồi. Thái độ có nhá các anh nhá. Đầu mặt đấy rất là ngông nghênh luôn. Một triệu 700.000 cho em 422 này ạ. Nhỏ tí nhá các bác nhá. Và bây giờ thì em Quỳnh sẽ triển khai 4, 2, 3 cho anh em nhà mình cùng lựa nhé. Dạ vâng, trên video của em đây là em mi trống mang mã số 423. Em này thì được cái bộ to, người dài, dáng cao cầu nhá các anh nhá. Bộ rất là to đẹp luôn. Nhìn nó nhỉnh hơn những em còn lại luôn nhá các anh nhá. Và cao cầu lắm. Nếu mà chim mùa này nó còn gầy đấy, phải mùa kia thì em này sẽ bộ khủng luôn. Người dài, giá ngũ trường quá chuẩn luôn nhé. Em này thì em Quỳnh chia sẻ cho anh em nhà mình với giá 1.900.000. Một em chim quá đẹp luôn các anh ạ. Chim chân to, mỏ to, người cao to lực lưỡng luôn các anh ạ. Mùa này thì chim nhìn nó hơi gầy một chút. Mục tiêu chắc chắn như em này phải trên 7x nhé các anh nhé. Nhìn người nó cao phổng lên luôn. Chân móng rất là đẹp luôn ạ. Màu mắt cũng cực kỳ đẹp nhá các anh nhá. Em ở Tuyên Quang thì bên em Quỳnh có ship toàn quốc nhá. Anh em nhà mình đang xem kênh Quỳnh Tuyên Quang của em thì cho em Quỳnh xin một nút đăng ký kênh ủng hộ em. Để em Quỳnh ra nhiều video về mi mộc và thiếu mộc cho anh em nhà mình lựa về chơi, về nghe hót hay anh em về thả AV các bác nhá. Với em mã số 423 thì em Quỳnh xin phép chia sẻ cho anh em nhà mình với giá 1.900.000. Một em chim trống cực kỳ tố chất và đã hót rồi các anh nhé. Về độ mau mỏ thì anh em yên tâm là em này hót rất là tốt, hót nhiều. Về anh em chỉ cần có mái thì ghép mái, còn không anh em treo lên chỗ tĩnh một vài ngày thì chim sẽ chơi nhé. Chân rất là đẹp luôn, móng mỏ ok, lông sáng, màu đẹp. Để bây giờ em sẽ chuyển sang em 424 cho các anh nhà mình lựa tiếp nhé các bác nhé. Dạ vâng, với em họa mi mang mã số 424 thì em cũng là em họa mi cuối cùng trong video clip buổi sáng ngày hôm nay của em rồi. Thì bây giờ em mời các bác cùng theo dõi nhé. Em này thì được cái bộ to, người dài đẹp lắm các anh ạ. Đấy, chim già rừng nhá, mỏ vàng, chân hơi đen một xíu, chân này chân cành đào rồi các bác ạ. Đấy, anh em nhà cả mình xem nếu như mà cảm thấy phù hợp với cái tiêu chí mình đề ra thì anh em có thể ủng hộ em Quỳnh nhé. Trên kênh Quỳnh Tuyên Quang của em thì em có ship toàn quốc, vì vậy các bác nhà mình nếu như mà có nhu cầu thì mong cả nhà mình ủng hộ để liên hệ với em Quỳnh để em Quỳnh ship chim cho cả nhà mình nhé. Đến nơi thì anh em có thể kiểm tra chim thoải mái vô tư nhá, vì em Quỳnh sẽ bảo hành cho anh em nhà mình 3 ngày kể từ ngày nhận chim, bảo hành chim không tập lỗi, không càn khê ngoáy ngửa gì cả. Đấy, anh em nhà mình ở đâu thì cũng có thể mua chim của em được. Các bác chỉ cần cọc cho em một ít nhận chim thanh toán nốt cũng được, còn nếu như anh em nhà mình ở xa quá đấy thì không thu được tiền nhà xe qua nhiều chặng thì anh em mới phải chuyển khoản hết cho em nhé. Còn rất là nhiều anh em đã tin tưởng và chuyển khoản cho em hết 100%, sau đó em mới gửi chim, đấy là điều hết sức bình thường nhé các anh ạ. Đấy, em đã có kênh Quỳnh Tuyên Quang này từ rất là lâu rồi.
bán rất là nhiều năm nay rồi thì cũng được sự tin tưởng, tin yêu của các anh nhà mình rất là nhiều. Các bác có thể add Zalo hoặc liên hệ qua số điện thoại 0983 936 899 của em Quỳnh Canh nhé. Mỏ vàng, ngực nở, ngực lông ngực rất là vàng nhé, bộ to. Em này thì em Quỳnh chia sẻ cho anh em nhà mình với giá là 1.800.000 nha các anh nhé. Một em chim bộ to, người đẹp lắm ạ. Thái độ rất là tốt nhé. Hàng này thì anh em có thể về một chiến được. Hot chiến thì anh em, hay là chơi chiến thì anh em cứ hướng nghiệp theo cái tiêu chí sở thích cá nhân của mình. Bởi vì đây là chim sạch 100% bên em Quỳnh sưu tầm về, chưa qua tay một ai khai thác cả các anh nhé. Lưu ý là như vậy giúp em này. Anh yên tâm nhé, hàng này chưa qua tay ai khai thác, chưa qua tay người chơi nào. 1.800.000 cho em kiểu họ mi mang mã số 424 canh nhé. Anh trai nào mà ưng thì alo cho em để ủng hộ em ạ. Bây giờ thì em Quỳnh xin phép dừng cái clip hôm nay tại đây. Khi lên từ mã số 420 đến 424 nhé, lên 5 em họ mi cho anh em nhà mình lựa. Các anh cảm thấy hợp nhãn em nào thì alo cho em Quỳnh nhé. Bây giờ em xin phép dừng clip. Cảm ơn cả nhà mình rất nhiều ạ. Xin chào tất cả các anh nhé.